Ai cũng có một ước mơ. Ước mơ của tôi là chụp ảnh, nhưng mà tôi không có nhiều tiền. Tôi phải làm sao đó theo đuổi đam mê. Đây là câu chuyện về bài học với đam mê và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Tôi vẫn theo đuổi đến cùng ước mơ của mình vì có 200 ngàn trên tay. Tôi đã tìm được chiếc máy ảnh chụp xịn sò và chụp được tất cả mọi thứ tôi muốn. Máy ảnh gì mà xịn giả? Yes. Cuối cùng sau bao lâu tôi cũng tìm được một hot deal mà chia sẻ với anh em một món đồ mà tôi cực kỳ yêu thích. Cảm thấy mà các bạn nên mua những sản phẩm như thế này mà trải nghiệm qua. Ai mà có niềm đam mê máy ảnh giống tôi mà không có nhiều tiền thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em chiếc Nikon 1DX và Sony A9 với giá 100 ngàn một cái. Cực kỳ hấp dẫn đúng không? Về mặt thiết kế thì hai cái máy ảnh của tôi, nếu các bạn không bị mù màu, các bạn nhìn vào thì thấy nó khác nhau rồi. Chắc chắn các bạn sẽ chưa nhìn qua một cái máy ảnh nào trên đời này mà có mấy cái tông màu kiểu như thế này. Một cái máy thì muốn đi biển, một cái máy thì nhìn muốn BD luôn. Mà không sao, tổng là thiết kế của nó thì vẫn là hai cái máy ảnh truyền thống thôi. Cái máy này là một cái máy DSLR với việc là thân máy dày to, chúng ta sẽ có thêm ống ngắm OVS ở trên như thế này. Tuy cái ống ngắm này nhìn thì giống ống ngắm thiệt, nhưng mà các bạn vào thì chỉ thấy một cái màu đen thôi, không có gì cả. Còn cái Sony trên tay mình thì đúng rồi, nó là Sony, nó là mirrorless, một cái máy ảnh mà nhỏ nhắn, vuông vức với cái bán cầm gọn gàng như thế này. Cầm hơi bị hụt tay một chút nhưng mà không sao vì nó nhẹ nên các bạn có thể bỏ qua được cái điểm này. Hai cái máy ảnh của mình vì có kích thước nhỏ gọn nên là hoàn toàn có thể nhét vào trong túi áo, và khi nào cần hay là muốn chụp lén ai thì cần dễ dàng rút ra. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì chúng ta vẫn cần có một số lưu ý với những sản phẩm như thế này. Vì cái kích thước nhỏ gọn nên là hai sản phẩm này nhìn có ống kính rất là xịn sò đúng không? Nhưng mà hoàn toàn không thể gỡ được ra. Tiêu cự trên hai cái ống máy ảnh của mình là hoàn toàn là tiêu cự cố định. Nên là nếu mà muốn zoom á thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà zoom bằng chân. Muốn chụp gần thì các bạn đi lại gần, muốn chụp xa thì các bạn đi ra xa, như vậy là xong. Với lại chỉ có 100 ngàn một máy thôi mà các bạn đòi hỏi nhiều sao được, đúng không? Ngoài ra thì trên cả hai cái máy của mình đều có màn hình, mình sẽ khởi động các bạn xem. Đó, mình bấm vào nút nguồn để khởi động thì ai cũng biết rồi, nhưng mà chờ hơi lo một chút. Cái máy này đã giúp chúng ta có một cái tính rất là tốt, là tính nhẫn nại. Cái màn hình của máy, đó là một cái màn hình lúc đầu các bạn thấy tưởng rất là to, nhưng mà nhờ cái phần viền đen trang trí xung quanh nên là tổng thể ở trong chúng ta chỉ có một cái màn hình hình vuông. Và kích thước của nó là 2 inch. Cái máy bên này cũng vậy, 2 inch cho cái màn hình. Và đồng thời thì trên cái màn hình này có một tính năng nữa chính là delay. Chính là cái hình ảnh bên ngoài thế nào thì các bạn sẽ chờ khoảng nửa giây nó mới cập nhật lên cái màn hình này. Nên là khi chụp ảnh ấy, thì các bạn phải có khả năng tiên đoán, chứ không phải lúc nào cái hình ảnh live view được chính xác chúng ta theo dõi được. Và cũng không có cái bánh răng nào trên cái máy này của mình luôn. Máy ảnh mà không có bánh răng, đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta cũng chả cần phải tùy chỉnh bất cứ cái thông số cái gì đến sản phẩm này cả. Hoàn toàn chúng ta có thể tùy chỉnh bằng việc là máy làm hết. Hệ thống AI vô cùng phát triển nên hai cái sản phẩm này của mình có thể giúp chụp ra những bức ảnh vô cùng xịn sò mà không cần phải set bất cứ một thông số nào. Tất cả đều do máy ảnh tự lo. Nếu lo không xong thì các bạn bỏ tấm hình lý lại được. Những thứ mà các bạn cần làm để mà chụp được bức ảnh đẹp trên sản phẩm này, ngoài việc giữ nút nguồn thì sau khi chiếc máy khởi động lên, các bạn vô là chủ thể cần chụp, nhìn thấy nó được rồi thì bấm nút chụp hết là xong. Quên mất là nhắc các bạn cần phải có thêm thẻ nhớ, vì cái sản phẩm này thì không có bộ nhớ trong. Thẻ nhớ nó hỗ trợ tối đa 128GB, nhưng mà ở đây thì mình có một thẻ 32GB, mình nghĩ là đủ dùng rồi. Bởi vì dung lượng của mỗi cái tấm hình và video trong cái sản phẩm này cho ra là được nén rất là kỹ. Do vậy nên một tấm hình chỉ có vài trăm kilobyte thôi, và video cũng vậy, rất là nhẹ, nên là các bạn sẽ không cần phải có thẻ nhớ quá là xịn sò hay là bộ nhớ trong quá cao để mà lưu trữ những sản phẩm đến từ cái máy ảnh này cho ra. Đồng thời chúng ta có thêm một cổng micro USB ở đây. Các bạn nhìn thì biết là những máy ảnh khác thường có cổng micro USB dùng để truyền tải thông tin, chuyển nhanh qua máy tính để làm được nhiều thứ đúng không? Nhưng mà không, cái máy ảnh này có cổng micro USB chủ yếu để sạc thôi. Và tính năng cực kỳ xịn sò mà không phải là cái máy ảnh nào cũng có, chính là vừa sạc vừa chụp. Và mình muốn chia sẻ thêm một chút á, là cái máy ảnh của mình có một cái tính năng mà không thể có bất cứ cái máy ảnh nào dù tới vài chục tới vài trăm triệu, vài tỷ nữa trên thị trường này có được. Chính là chơi điện tử. Thì các bạn nhớ bấm tới phần cuối cùng, sẽ có một phần rất là xịn sò, chính là phần chơi game. Ở đây các bạn sẽ có chơi được vài game bao gồm nè, Tránh Sinh Mồi này, Sokoban này, trò này là trò mê cung. Và ngoài ra chúng ta sẽ có trò máy bay bắn nhau, mình sẽ chơi thử máy bay bắn nhau các bạn xem. Đó, những cái trò mà vô cùng huyền thoại trong những cái điện thoại mà hồi xưa chỉ những máy đến từ Trung Quốc mới có thôi nha. Nokia hay Samsung xịn chạy Siemens là không có mấy trò này đâu. Tuy là hơi dập đắt một chút trong quá trình điều khiển, nhưng mà rõ ràng là không có máy ảnh nào trên thị trường có được đủ tính năng như thế này. Và nãy giờ mình chỉ demo lên một máy thôi, bởi vì hai cái máy này có giao diện bề ngoài khác nhau, nhưng mà giao diện bên trong là hoàn toàn giống nhau. Và như các bạn thấy ấy, tỷ lệ bị mờ nhòe trên những bức hình và video mình chụp là rất cao. Bởi vì cái máy ảnh này vì nhỏ gọn nên là nó sẽ yêu cầu chút kỹ thuật khi chụp ảnh. Trong đó kỹ thuật quan trọng nhất chính là một cái tay mà không hề có một chút rung nào. Bởi vì chỉ cần rung nhẹ một chút thôi thì bức ảnh các bạn sẽ bị mờ nhòe ngay. Nên là khi mình chụp hình ấy,
Thì một trong những kỹ thuật quan trọng nhất là các bạn phải giữ cái tay của mình được chắc. Còn khi chụp hình các bạn nín thở, giữ chắc tay để không có một bất cứ một rung động nào để diễn ra. Thì những anh em nào mà dùng tay phải mỗi đêm thì bỏ thói quen ở đây nha, để giúp được mà chụp được hình tốt hơn. Thật ra thì hai sản phẩm này là những cái máy ảnh mà được dành cho đối tượng người dùng là trẻ em, để mà bọn nhóc ở nhà có một thứ để vừa để vui chơi, một món mà nhìn rất là hấp dẫn thế này, nhiều màu sắc, vừa có tác dụng sử dụng trong thực tế. Theo đối với riêng mình ấy, mà một trong những điều tốt đẹp mà cái sản phẩm này có thể tạo ra được ấy, là khuyến khích cho bọn nhóc ở nhà ra ngoài này chụp thiên nhiên, coi cối, côn trùng, bạn bè của chúng, thay vì chỉ việc ngồi ì ở nhà. Đó là một điều rất là hay mà sản phẩm này có thể khuyến khích bọn nhóc làm được. Và với giá 100.000 thì mình nghĩ là rất là phải chăng và dễ dàng tiếp cận được với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Link mua hàng thì lần này mình hứa mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và mua được. Ngoài ra thì nếu các bạn không thích cái chỗ mình đưa ra thì các bạn có thể search Google và tìm đúng cái chỗ nào rẻ hơn mua cũng được. Bởi vì cái loại hình sản phẩm này thì đến từ Trung Quốc và chất liệu của nó thì cũng là bằng nhựa thôi, nên là thật ra thì các bạn cũng không cần phải lăn tăn về mặt chất lượng sử dụng lắm, hỏng thì vứt. Đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Yeah.